Máy hàng AOU C210D công suất 120W đi kèm theo máy là lưỡi cắt C210K để sử dụng chức năng nghỉ tự động, cắm dây kết nối từ gác tay hàng vào thân máy. Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ 100 đến 450 độ C, sử dụng nút điều hướng, hướng sang trái để giảm nhiệt độ, hướng sang phải để tăng nhiệt độ. Nhấn nút hoa thị để truy cập kênh nhớ, có 3 kênh nhớ. Nhấn nút điều hướng để thay đổi, nhấn nút hoa thị để xác nhận lựa chọn, nhấn giữ nút hoa thị trong 3 giây để vào cài đặt mục A, cài đặt nhiệt độ, một cài đặt các bước nhiệt, hai cài đặt nhiệt độ để kích hoạt chế độ ngủ, 3-4 quy chỉnh giới hạn về nhiệt độ tùy thuộc vào thói quen và nhu cầu sử dụng. Mục B, cài đặt thời gian vào chế độ ngủ, có thể tùy chỉnh từ 0 đến 60. Mục C, cài đặt hệ thống, 1. Âm lượng nút bấm, 2. Biến động nhiệt độ, 3. Hiệu chuẩn nhiệt độ, 4. Hiệu chuẩn điện áp, 5. Điện áp bảo vệ, 6. Đưa thông số cài đặt về ban đầu. Mục D, hiệu chuẩn nhiệt độ, theo mốc nhiệt độ cố định. Mục E, cài đặt nhiệt độ cho kênh nhớ. Mục F, cài đặt ngôn ngữ, có 2 ngôn ngữ để lựa chọn, tiếng Anh và tiếng Trung.